Vô thật là bữa nay vẫn chưa hết bận, các bạn hãy nhìn thấy tài liệu của mình đang trắng xóa dưới này. Nhưng mà thôi kệ, cũng tranh thủ hướng dẫn các bạn một cái cây mod. Cũng tính hướng dẫn liên khay nhưng mà thôi chắc liên khay để cuối tuần hướng dẫn cho nó thông thả. Còn bây giờ hướng dẫn mod cho nó nhanh. Thì mình sẽ hướng dẫn cái mod, cái cây này là cái cây Doctor KT. Cái cây này với lại một cái cây nữa là cái cây Hon KT. Thì trong cái clip này mình cũng sẽ phân biệt cho bạn biết hai cây này nó khác nhau chỗ nào. Yeah. Làm được một cây này chúng ta cần có một cái tip và một cây grip của cây Dr. Grip. Thì cái này các bạn có thể xem ở cái link ở phần mô tả clip, mình có để cái link bạn bấm vô bạn xem, thì ở đó người ta có bán cái hai cái này. Nhưng mà giá nó thì tương đối là nó hơi chua. Tại vì cái này thì mình xài là đồ giả, thì trong cái shop nó bán cũng là kiểu như đồ mà từ Trung Quốc tụi nó đúc ra, nhưng mà cái dạng như là khi mà các bạn nhập về Việt Nam thì tiền ba cái thế làm sao thì nó sẽ tăng cái tiền của cái đồ các bạn nhập về lên. Với lại cái này nó cũng tương đối là nó khó đúc hay sao đó, kiểu như nó cần cái khuôn sao đó. Thì cái này có giá là 65.000, 65-60.000 gì đó. Còn cái quỷ này thì một cái miếng là tầm đâu 80-90.000, nếu mà rẻ đồ cái rẻ thì cũng 70.000, là cái dạng mà đồ về đồ tàu á thì cũng 70.000. Với lại có một cái nữa là nhiều bạn hay lộn cái rip doctor này với lại cái silicon. Đây là cái silicon cũ của mình đó, silicon này thì nó cũng hơi vàng rồi, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là nó khác với doctor, cái độ dày của nó khác nhau rõ ràng đó, cái hai cái nó khác nhau rõ ràng. Và cái doctor thì nó sẽ phình lên này và nó thuôn xuống như vậy, kiểu người ta đúc ra, người ta có cách người ta làm cho nó được như vậy. Còn cái quỷ này thì nó phình lên như vậy rồi, cho nên là mình cũng không cho các bạn coi cái hình dạng ban đầu nó được, tại vì đồ cũ rồi. Nhưng mà thực ra là ban đầu là nó thuôn thẳng kiểu dạng ống nước, mà ống nước thì các bạn biết là nó không có kiểu gì mà nó phình đường dày đó, cho nên là nó sẽ thẳng băng thẳng đột nguyên một khúc luôn, nó chứ nó không có được như vậy. Còn lúc đất thờ mà các bạn mua nguyên một cái rip dài á, cái nó có một cái phần đầu nữa thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó có một cái miếng, một cái dòng mỏng dư ra đây thì nhìn nó đã hơn đó. Nếu mà bạn nào có điều kiện thì hãy chọn mua đất thờ xài, thì nó cũng lâu vàng hơn cái quỷ này. Cái này mình xài cũng 2-3 tháng về nhưng mà nó cũng nhìn nó cũng trắng lắm. Cái đó là một cái khác của cây CT hay gọi là Color Twin. Cái này thì trên thế giới bút quay giống cơm mình hình như có để hình, không biết còn bán không, nhưng mà thấy có để hình đó. Cái này thì các bạn có thể mua màu gì cũng được đó. Thì đây mình xài là màu xanh. Cái cáp này thì thực tế thì nó là CT, nhưng mà không hiểu tại sao người ta gọi cái cây này là cái cây KT. Tại vì kiểu mình nghe nói là cái cáp CT nó giống với cáp KT hay sao đó, hai cáp y hệt luôn, cho nên là gọi sao cũng được. Cuối cùng là một cái cây rồi, cái cây cái thân AC. Cái thân này thì của mình xài cũ lắm rồi, cho nên là mình sẽ lấy một cái thân mới ra để mà cho bạn xem. Đây là cái AC, trên thân nó có chữ Acolo. Cái thân này cũng tương đối là mua bây giờ thì chắc là hơi mệt tại vì ít ai bán. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cây này cũng dễ đó. Các bạn lấy cái nắp này, các bạn gắn lên cái đầu này đó, các bạn không có cần quấn băng keo gì hết. Nếu mà các bạn quấn lên thì quay nó sẽ bị kỳ, kiểu như là nó sinh ra nó dậy rồi mà các bạn thay đổi chút xíu thì nó sẽ kỳ. Các bạn gắn cái tip này vô cái grip này, các bạn đẩy từ đít lên đó, đẩy từ đít lên như này. Các bạn lưu ý là để cho cái phần này nó dư ra tầm một khúc vậy thôi, đừng có để cho nó lên cao quá, như là cái tip các bạn đừng cho nó lú ra ngoài đó. Và các bạn sẽ trồng cái này vô đây. Đó, trồng cái này vô đây. Như vậy, vậy là chúng ta đã được một đầu. Thì chỉ cần làm thêm một cái đầu nữa thôi là sẽ xong được cái mod này. Đó là đơn giản, cây này thì không có gì hết. Đó, và chúng ta đã xong được cái mod. Cái này thì mình đánh giá là nó quay rất là ok. Kiểu xài rất là sướng, mình xài cây này mình thích nhất cái cây này. Nhưng mà giá nó cũng hơi chua. Và bây giờ mình sẽ nói về điểm khác biệt giữa cây này và cây Hon KT là chỗ nào. Hon KT thực ra nó là Dr. KT nhưng mà được làm theo cái kiểu của một spinner tên là Hon bên Nhật. Thì theo như mình biết là lúc hồi xưa, hồi thời cô Lũ cô Lĩ thì người ta xài Hon KT mod, người ta xài kiểu rip silo trồng lên vậy, trồng lên cáp KT hay là cáp CT gì đó, thì người ta sẽ gắn cái tiếp doctor ở trong giống như vậy. Nhưng mà Hon thực ra không phải một mình Hon. Bên Nhật tụi nó có Rose với lại Shita A, mình thấy cũng xài cái ti kiểu vậy, kiểu mà rip đất tờ xong rồi trồng cái tiếp ở trong, mà cái khúc này dài lên cái khúc này ngắn kiểu giống vậy đó. Thì Hon nó xài, nhưng mà Hon thì nó được một bạn là CEO Trần, thì bạn này làm cái hướng dẫn cây phát cây giả đó, thì nên là Hon được quan tâm ở Việt Nam hơn. Còn mấy cây của mấy ông kia thì không ai biết.
đó thì Hankyu nó đã sử dụng cái kiểu này, nhưng mà một thời gian sau thì mình thấy là bên Tây người ta cũng làm cái kiểu reporter giống như bên Nhật luôn, nhưng mà nó làm cái kiểu như vậy, kiểu mà reporter nó chồng sâu vô trong khúc này ngắn, nhìn mình thấy thì cái này nó kiểu kỳ kỳ kỳ, kỳ sao á. Thì bây giờ mình vẫn thích cái kiểu của bên Nhật hơn, tức là bên này dài, bên này ngắn, thì nhìn nó sẽ cái mod trong nó dài hơn, quay nó đã hơn hơn là cái kiểu quỷ này. Đó, một cái nữa là cái cây Hoang Kitty thì cáp nó luôn luôn là màu tím, kiểu như là cái cây của nó thực ra là cây Doctor Kitty, nhưng mà các bạn muốn làm theo cái phong cách của thằng Hon, của Spinner Hon, thì các bạn phải làm y hệt của nó mới được, chứ bạn đổi màu thì nó khác mẹ đâu còn là cái cây Hoang Kitty nữa. Kiểu bạn nói là Hoang Kitty xanh, Hoang Kitty vàng, ra xàm. Hoang Kitty là chỉ có một tím, tím mà tím violet, kiểu tím mà tím nhạt á, chứ không phải là tím cà kiểu vậy. Mình có một cái màu nó là tím cà đó, tím mà tím hồng á thì nó khác, này là tím mà violet là tím này đó, đây là tím violet đây đó, tím violet là tím này thì mới đúng là màu của Hon đó. Còn một cái nữa là cái cây Hon Kitty thực ra là nó xài cái thân M&M, M&M là một cái thân có hai con thỏ ở đây, mà nó cái thân đó là bây giờ là đồ cổ, dạng đồ cổ rồi, chỉ có cách là mua lại của các người nào mà người ta xài lúc trước mà người ta còn dư lại á thì mua lại, chứ bây giờ người ta không có sản xuất cái đó nữa, mà mua lại giá nó cũng hơi chua, nó chua lét luôn, chua chua kiểu giá đồ cổ chứ không phải là giá bán trong nhà sách nữa đó. Thì cái đó là xài M&M, và cáp của nó mình nghe đồn cũng là cáp M&M luôn, nhưng mà vẫn được gọi là Hon Kitty, tại vì hai cái đó như trong nó y hệt rồi, cho nên là không ai phân biệt được, nên là cứ gọi là Kitty luôn. Đó, cái thân nó thì hai con thỏ quay một thời gian thì kiểu nó bay chữ đi, nó bay hình đi, thì nhìn nó cũng y chang cái IC thôi, nhìn nó cũng y hệt cái cây này thôi, cho nên là có thể thay cái thân M&M đó bằng cái thân IC luôn cũng không sao đó. Thì các bạn có thể thay cái cây IC bằng cái cây, thay cái M&M bằng cái IC cũng không có sao đó. Thì đó là về cái điểm khác biệt giữa cây Hon Kitty và cái cây cái Doctor Kitty bình thường đó. Mình không biết còn thiếu cái nào không ta. Tình hình là sau một hồi suy nghĩ thì mình thấy là hết rồi, cho nên là mình sẽ dừng cái clip ở đây. Thì bạn nào thấy hay thì có thể like ủng hộ mình, share clip để mà nhiều người đừng có nhầm cái Doctor Kitty là Hon Kitty nữa đó. Bạn nào thấy còn thiếu gì, mình còn thiếu gì, hay là có muốn hỏi gì thì comment ở bên dưới, mình sẽ cố gắng mà trả lời cho bạn nếu mà mình thấy được cái comment của bạn. Like và subscribe để mà ủng hộ mình.